Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Đang đo chỉ số của mình. Năm nay là 41 tuổi rồi. Nữ 1m56. Sao nhỉ, quay lại nhá. Nội tạng 3,5, cơ 36,40, mẫu dáng chuẩn 5, canxi 2,2, chuyển hóa 1108, năng lượng 4637, tuổi sinh học 31, nước 55,8, cân nặng 49,95 cân, 20,5 BMI, 27,7% là mỡ. Mỡ nội tạng 3,5, cơ 36,40, vóc dáng 5, canxi 2,2, 1108, năng lượng 4.37, 31 tuổi, 54,8, trẻ hơn 10 tuổi. Mọi tiêu chuẩn đều ok. Chồng, chồng, chồng. Rồi. Chồng.